Cô thân ái chào các bạn tuổi Giáp Thìn. Chiều hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn vấn đề thứ nhất là những bạn nào mà tuổi Thìn mà mình sinh trong cái mùa xuân thì cái cuộc đời của mình nó có tốt đẹp, có thuận lợi hay không. Và cái vấn đề cô muốn chia sẻ thứ hai á là vận hành của các bạn trong 3 tháng đầu xuân của năm Quý Mão thì nó như thế nào. Chúng ta biết là cái tuổi Thìn nó tức là nó có cái hành nó là hành thổ. Mà người hành thổ thì các bạn biết là trong cái mùa xuân thì chúng ta ví như cái người mẹ hiền, đem hết sức lực cái để mà cống hiến, để mà làm đẹp cho cái đứa con của mình. Giống như người mẹ nuôi ăn uống bồi bổ nhiều chất bổ để rồi đem ra rồng sữa ngọt để mà cho con mình nó khỏe mạnh. Thì mình là người thổ thì mình đem hết cái tinh chất của mình đem hết cái những cái sự tốt đẹp của cái bản thân mình để mà mình làm cho mùa dạng vật nó được sinh qua, nó được tốt đẹp. Còn bản thân mình thì nó khơ kiệt sức, nghĩa là chúng ta làm rất là nhiều nhưng mà cái bản thân mình được thụ hưởng thì nó không được bao nhiêu. Cuộc đời của mình cống hiến. Những người mà bạn sinh vào cái tháng mùa xuân thì giống như mình là người cống hiến. Mình đi làm những cái việc thiện, mình làm việc tốt cho đời. Còn cái bản thân của mình nó có cái phần thua thiệt, nó không được tốt đẹp, không được thuận lợi cho mình về cái công danh sự nghiệp, về tài lộc của mình là mấy như các bạn. Nhưng chúng ta cứ yên chí đi, chúng ta làm việc tốt thì sau này chúng ta được hưởng những cái sự tốt đẹp thôi. Bây giờ nói về vận của các bạn trong 3 tháng thì cái tháng đầu tiên là cái tháng Giáp Dần, thì Giáp nó thuộc về mộc, mà mình cũng là Giáp. Hai cái thiên can này nó trùng với nhau, cho nên mình làm tài lộc của mình nó ở cái mức độ là ở trung bình thôi, không khó tiến mà cũng không lùi. Về cái công việc của mình nó cũng bình ổn, không có gì khác kỳ. Nhưng mà chú ý cho sức khỏe của các bạn, có những cái chuyện nó không được tốt cho mình lắm thì các bạn chú ý giữ gìn cái sức khỏe của mình. Và các bạn nam lưu ý trong 3 tháng đầu xuân thì gia đạo của bạn có nhiều chuyện không được mà như ý. Có những cái chuyện mà buồn bực dọc của bạn xảy ra trong vấn đề gia đạo. Bạn nữ thì ngược lại có cái sự vui vẻ, có cái sự hạnh phúc, có sự thương yêu đùm bọc của cái gia đình, tạo cho mình cái sự hưng phấn, tạo cho mình được cái sự an vui trong 3 tháng đầu năm. Qua đến tháng 2 thì nó có hai cái tháng 2, thì khi mà chúng ta xem bói thì chúng ta cứ tính là một tháng, tháng 2 đầu hoặc tháng 2 sau thì nó cũng giống như nhau. Thì cái công ăn việc làm của mình nó bình ổn, không tài lộc của mình nó không, tiền bạc của mình nó không lên cũng không xuống, ở cái mức độ trung bình. Nhưng mà các bạn chú ý cho công việc của mình có sẽ bị đình trệ hoặc là nó không được như ý của mình. Sức khỏe của mình nó vẫn là một cái màu sắc không tốt mấy, thì mình chú ý cho cái vấn đề sức khỏe của mình nha các bạn. Qua tháng thứ 3 chúng ta có cái sự tốt đẹp, có cái sự thuận lợi hơn trong cái tháng 3. Tài lộc chúng ta có, tiền bạc chúng ta làm cho có, nhưng cái công việc của mình có dễ dàng những cái chuyện mà không được vừa ý, không có tốt lắm. Nhưng mà vậy mà tiền thì mình vẫn có ở bằng cái cách này hay bằng cái khác, tiền của chúng ta có được thuận lợi. Và sức khỏe của chúng ta trong cái tháng này có cái sự tốt đẹp, có cái sự thuận lợi, đem nhiều cái may mắn tốt đẹp cho chúng ta. Thì như vậy là tóm lại, trong 2 tháng đầu tiên của năm chúng ta không được tiền bạc nhiều. Qua tháng thứ 3 chúng ta mới có cái màu sắc tốt đẹp. Và bạn nam thì gia đạo không tốt đẹp, ngược lại bạn nữ có nhiều cái chuyện vui vẻ trong cái gia đạo. Thì bài chia sẻ cho các bạn về vận hạn của các bạn trong 3 tháng đầu năm Quý Mão đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình được vui vẻ, được hạnh phúc.